chào các khán giả của chương trình Giải Khí cuối tuần. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui, nhiều thành công và những niềm vui đó sẽ được bắt đầu với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ như thường lệ, chúng ta hãy cùng dạo một vòng quanh thế giới giải trí để cập nhật những tin tức mới nhất trong tuần qua nhé! Tiếp nối những thành công từ bộ phim Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, đạo diễn 9X Tuấn Trinh tiếp tục giới thiệu đến cộng đồng mạng bộ phim ngắn Ghét gió tại gió làm mắt cay. Nếu như nội dung của phim đợt tay nói về sự hy sinh trong tình yêu, thì ở phim ngắn thứ hai này, tác giả lại khai thác một chủ đề ít được quan tâm và đầu tư, đó là tình anh em. Nội dung câu chuyện xoay quanh tình cảm hơn cả ruột thịt của người anh hai và cô em út bị bại liệt. Dù là phim ngắn, nhưng Ghét gió tại gió làm mắt cay cũng không quên khai thác tình yêu đôi lứa mới chớm nở của cô em gái, khiến người xem càng thêm tiếc nuối cho cuộc sống ngắn ngủi của cô gái nhỏ trước nhiều ước mơ, dự định và cả tình yêu. Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng lạnh hơn, thì có lẽ anh sẽ chẳng mang điều gì nữa mà hoặc không. Đường đến với bài hát yêu thích năm 2013 đã không còn xa nữa, và việc chiếc vòng cầu hôn lên ngôi trong bài hát yêu thích tháng 11 đã báo hiệu một cuộc đua đầy biến động và dữ dội đang chờ ở phía trước. Sau một tháng chờ đợi, danh hiệu bài hát yêu thích tháng 11 đã được công bố, ngôi vị quán quân thuộc về ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Theo sát Chiếc vòng cầu hôn là ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu và Yêu mình anh. Đây cũng là ba ca khúc sẽ bước vào cuộc đua tam mã cho danh hiệu bài hát yêu thích năm 2013. Danh hiệu này sẽ được công bố trong đêm gala bài hát yêu thích diễn ra vào 20 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2014, truyền hình trực tiếp trên VTV3. Cũng trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng lại là một tin buồn cho các fan hâm mộ của Paul Walker. Anh đã đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi chiều 30 tháng 11 vừa qua ở Mỹ. Paul Walker, một trong những diễn viên chính trong loạt phim bom tấn Fast and Furious, tử nạn khi đang trên đường đến một sự kiện từ thiện nhằm quyên góp cho nạn nhân siêu bão hải yến ở Philippines. Sự ra đi đột ngột của anh khiến khán giả hâm mộ trên toàn thế giới và đồng nghiệp vô cùng tiếc thương. Việc Paul Walker tử nạn có ảnh hưởng tới việc thực hiện phần 7 bộ phim Fast and Furious. Lẽ ra trong tuần này, đoàn làm phim sẽ bước vào những cảnh quay quan trọng của bộ phim, nhưng sự ra đi của Paul đã khiến cho mọi kế hoạch bị trì hoãn. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đã đến ngày lễ Noel rồi. Đây là một ngày lễ rất quan trọng đối với nhiều nước trên thế giới. Vào tối ngày 6 tháng 12 vừa qua, bất chấp thời tiết bất lợi, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng gia đình đã đến dự lễ thắp sáng cây thông Noel quốc gia, báo hiệu một mùa Noel chính thức bắt đầu tại Mỹ. Buổi lễ được tổ chức tại khu vực Park Sao gần Nhà Trắng. Ngoài 4 thành viên gia đình ông Obama, còn có hàng nghìn người tham dự cùng một loạt các màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng nước Mỹ như Mariah Carey, Yvette Brothers. Xóa bỏ tiền lệ kịch bản Việt hóa thiên Nga ở những mùa giải trước, Mầu Thị Thanh Thủy đã bất ngờ đăng quang Việt Nam Next Top Model 2013. Trước khi đêm chung kết diễn ra, hầu hết ý kiến đều cho rằng Trà My sẽ trở thành quán quân, nhưng bất ngờ Trà My dừng chân ở top 4, Mâu Thanh Thủy trở thành cái tên được sướng lên ở ngôi vị cao nhất. Trải qua nhiều tuần thi, top 4 của chương trình gồm có Tuấn Việt, Lê Văn Kiên, Trà My và Mâu Thanh Thủy. Bước vào đêm thi quyết định để tranh ngôi vị, ở đêm này họ trải qua 2 phần thi, trình diễn khả năng catwalk và photoshop trực tiếp trước ống kính. Trong những ngày đông lạnh giá như thế này thì còn gì lý tưởng hơn là chúng ta được ngồi nhâm nhi những ly cà phê nóng ấm. Và hôm nay thì chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một điểm đến chúng ta có thể thưởng thức loại đồ uống này, đặc biệt là cho những bạn trẻ yêu thích động vật. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Mình sợ con rắn nhất, tắm nhất. Mình sợ con rắn ạ. Mình sợ con nhện nhất. Mình sợ nhất là con ma. Sợ con thạch sùng, thế nữa là kinh. Mình sẽ chọn con chó. Mình thích nuôi chim. Chọn con hổ. Chắc là mình sẽ nuôi một con thỏ. Có lẽ là con mèo. Các
Các bạn thấy đấy, nếu như được chọn một con vật làm thú cưng nuôi trong nhà thì đa phần các bạn trẻ sẽ chọn những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu như là chó, mèo hay thỏ. Thế nhưng hôm nay Thanh Vân sẽ đưa các bạn đến chơi với những em thú cưng hết sức đặc biệt tại Pet Cafe. Và bây giờ hãy cùng khám phá nhé. Bước vào Pet Cafe, các bạn sẽ thấy như mình đang lạc trong một khu rừng đặc biệt với những vân gỗ trên tường, những ô kính và rất nhiều loài bò sát như những chú kỳ nhông với đủ màu sắc, chăn, rắn và cả nhện nữa. Vân thật sự rất ấn tượng với không gian bài trí của Pet Cafe. Và như Vân thấy thì ở đây có rất nhiều ô kính. Đằng sau mỗi ô kính là những loài bò sát khác nhau. Vân thật sự rất tò mò. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nhân vật đặc biệt để tìm hiểu và giải đáp những thắc mắc trên nhé. Ôi, con rắn trắng này đẹp thế. Anh có thể cho em làm quen bạn ấy một chút được không ạ? Được rồi em. Đợi nhé, đợi. Em đưa tay là mới ngộ ngoại cho em để yên rồi. Anh ơi, em rắn này tên là gì ạ? Đây là loài rắn của Mỹ, đặc trưng của Mỹ. Rắn này dòng là rắn vua, gọi là king snake. Tại sao gọi là king snake thì ở bên Mỹ rắn này thường ăn rắn. Món ăn khoái khẩu của nó là rắn. Thế con rắn này có gì đặc biệt ạ? Rắn này đặc biệt ở chỗ là nó là một biến thể bạch tạng của dòng rắn này nói chung. Trong rất nhiều con thì mới nở một con như thế này thôi. Nó là loại hiếm, đột biến mà. Vâng. Thế rắn này thì có độc không ạ? Rắn này thì hoàn toàn vô hại, không có độc. Thế môi trường sống của rắn này là gì ạ? Môi trường sống của rắn này là chủ yếu sống trên cạn. Một số khi mà đến thời kỳ lột xác ấy, thì chúng cần ngâm nước để tạo độ ẩm để lột xác định kỳ hàng tháng. Còn đây là cái này là vỏ bào, vỏ gỗ, anh để cho chúng chui rúc và nhưng mà ẩn nấp. Rắn này thường ăn cái gì ạ? Thì ở bên Mỹ thì món ăn chủ yếu như anh nói lẽ là rắn. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì món ăn như thế là chuột bạch và chim nhỏ. Thế là ăn động vật ạ? Đúng rồi, ăn động vật sống. Như anh Nghị chia sẻ thì đây là một loài rắn rất hiếm trên thế giới. Và không phải lúc nào mình cũng có cơ hội để được ẵm trên tay mấy em rắn rất đáng yêu như thế này đâu. Ở Việt Nam, đây không phải là quán cà phê đầu tiên có trưng bày các loại động vật kiểu như thế này. Tuy nhiên, trong khi một số quán cà phê trong Sài Gòn có khu vườn riêng để nuôi động vật, thì Pet Cafe lại là nơi đầu tiên để khách uống cà phê có thể ngồi ngay bên cạnh, tiếp xúc với những chú bò sát, vẫn được gọi là các thú cưng một cách gần gũi đến như vậy. Pet Cafe hiện đang là mái nhà chung của 22 bạn bò sát, với đủ các chủng loại, từ kỳ nhông Nam Mỹ, rồng Úc đến rắn sữa Mexico, rắn bạch tạng hay chăn bóng, nhện và cả bọ cạp. Cháu có sợ đúng không? Không sợ con nào. Pet Cafe không chỉ đem đến cho bạn không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên để bạn thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, mà còn cho bạn cơ hội được tận tay ôm ấp, vuốt ve và chơi đùa cùng những bạn bò sát rất đáng yêu ở đây. Sẽ có thật nhiều cảm xúc mới lạ khi bạn lần đầu đặt chân đến Pet Cafe. Nhưng có lẽ, trên tất cả, bạn sẽ thực sự cảm thấy gần gũi và yêu mến hơn những con vật mà lâu nay vẫn là nỗi sợ hãi của nhiều người. Wow! Xem xong phóng sự vừa rồi thì không những tôi không cảm thấy sợ hãi mà còn rất muốn được sờ vào các bạn ý đấy. Hy vọng đây sẽ là một điểm đến đã thú vị cho quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Xin kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại!